nó đang sợ. Ôi, đấy mọi người ạ, nó cũng vẫn nạ đấy, nó nạ nên là nó vẫn ấy đấy, tức là nó đi xe nó sợ. Mình cứ lại nó đòi chui vào cái chuồng của nó. Ê, nó ngửi chân. Ê, đừng. Ê, anh mở cái đấy ra cho nó vào, kệ nó, cho nó vào đấy. Nó chả vào đâu. Ui thơm lắm. Ui giời. Con đấy, đi kìa anh. À, đi, nó đi ăn chuối, nó lần nó ăn chuối. Ê mọi người, mình có mua sẵn hai lải chuối cho nó. Đấy. Này. Đấy, rất là sợ. Cho nó vào đây đi, nó chạy đi mất. Đấy thì nó mình chưa quen. Đuôi nó mà. Nó không chạy đi. Nó thuần rồi, chẳng qua là nó không ấy thôi. Anh tìm chuối kìa. Để tao bóc cho mày quả chuối nhá. Ok anh ơi, đi nhẹ thôi. Ừ, xong đứng ở đấy thôi. Xong đứng đấy đi. Nó kiểu đang sợ ấy. Sợ nó đi. Đây này, nó vuốt được. Ê, nó ăn chuối. Ê, đấy có gặm quả chuối. Này. Anh bóc cho nó quả chuối đi. Này đây. Bạn ơi. Đây mà. Không. Rồi. Và mình sẽ thử bế nó xem là như thế nào. Đấy. Không sợ anh ạ. Ui trời ơi, ui trời ơi. Kệ nó đã chờ. À, nó làm mẹ trong đây rồi. Đây. Đấy, chuối của mày. Bởi vì ăn cái đi. Chỗ này là cái chỗ nó vào từ hôm trước ấy. Anh ngồi chơi nó rất ra. Là ngoan mọi người ạ. Đấy, đấy, khẹt khẹt. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Đấy, hôm nay là mình mới tạo được một em thú cưng. Thơm phức cả nhà. Ừ, con gì mà thơm ấy hả chồng? Thơm lắm. Ê, nó làm kìa. Ô, cái mặt nó đẹp trai anh này. Thơm thế nhỉ? Thơm nhỉ, con gì đấy? Con này. Con này sao nhìn giống con chó đấy? Ê mọi người, con này thì giới thiệu mọi người, con chú này là con cầy hương. Cả nhà nhá. Chú mở bên kia cho mọi người. Mày xuống lấy tao kia ấy ở đây. Kia nó còn cái cặn nữa. Ê mọi người, đây là một con cầy hương. Đấy, nhưng mà đây, hôm nay là cái món quà rất là đặc biệt. Ôi chồng ơi, nó ngoan chưa này. Mà mình được nhận sớm để sinh nhật của Sâu mọi người ạ. Thì đây món quà của bác cháu gửi tặng cho Sâu từ trong miền Nam gửi ra. Đây là một chú cầy hương. Nhưng mà có một điều là chú cầy hương này thì rất là cầy hương này rất là đặc biệt. Bởi vì nó là được nuôi từ nhỏ nên là nó thuần có thể bế được. Đấy. Bế như mèo á, chó á. Bế và thả ra bình thường. Đấy mọi người ạ. Thế cho nên là đây là một món quà rất đặc biệt của bác Sâu ở trong miền Nam gửi ra. Đấy, làm quà tặng cho Sâu. Đấy. Nhưng mà anh ấy đó thì cũng có dặn là kiểu là mới gửi xe về ấy. Thì là nó sẽ hơi bị hoảng sợ một chút. Thì phải giữ lại khoảng 2-3 ngày. Thì nó sẽ thuần trở lại mọi người nhé. Thì còn đâu là đi, những mọi người đều biết rồi, nó là một cái động vật hoang dã nhưng mà được trang trại họ nuôi nhốt từ nhỏ. Đấy. Tức là trang trại đó họ gây giống và họ sẽ nuôi nhốt từ bé. Đấy, bây giờ là khi mà chăm sóc được thuần rồi thì nó rất là hiếm con được thuần như này. Đấy. Đa số là họ nuôi thịt nhưng mà để mà nuôi cảnh nuôi chơi thì đòi hỏi rất là nhiều kỳ công. Con nó béo đi. Con này là 6kg mọi người. Đấy. À, nó không ấy. Nó cắn. Đấy. Thì bây giờ nó là thuần rồi. Nó là nó bế được mọi người ạ. Thế anh nói là nó bế ô, được. Ô kìa. Ok anh ơi. Đấy. Nó vuốt ve nó mà. Ok. Nhìn mặt nó. Thì là mình bây giờ mình sẽ bỏ ra cho mọi người xem cái món quà của bác của Sâu. Kéo cửa đằng sau rồi, Sâu nhá. Đấy. Bây giờ nó cứ làm nghiêng đầu vào cái chai kìa. Nó thuần mà. Thì sau đó là mình sẽ cho nó ăn. Thì tạm thời là sẽ để hôm nay sẽ để nhốt nó vào trong một cái chuồng. Sau đó là ngày mai thì mình sẽ làm cho nó những cái chuồng mới và những cái nơi ở mới cho nó cẩn thận. Bởi vì là ở trong đó thì nhà anh đó là thả mọi người ạ. Chứ không nhốt, thả. Thả nhưng không chứ không nhốt nó nên là nó rất là thuần. Và có thể bế được. Đấy, và bây giờ mình bỏ ra nếu như mà cháu có để trong đấy, để tạm đấy, anh sợ. Nó quen thì mình sẽ bế cho mọi người xem. Anh đó thì anh đó bảo là có thể là nó sẽ hơi sợ nên là nó sẽ giữ dằn một chút. Ui, nó rất là thơm mọi người. Thơm lắm. Đấy, nó cũng chả sợ đâu. Này. Ở bên mình chưa biết tính nó thôi nhỉ. Ừ. Ui giời, thơm. Thơm máng, sao bình thường mọi người này. Chồng cứ vuốt ve nó cho nó quen, nó nghiêng đầu như con mèo kìa. Ừ.
Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ nó ra đã để xem nó như nào đã mọi người nhé. Nó có chạy không anh? Không, nó không chạy đâu. Đấy, đi ở đây. Đi ở đây nhé. Mình sợ nó hơi sợ. Đúng rồi, nên mình cũng... Bởi vì con này bình thường, bình thường nó ghê lắm. Trông nhỏ con này bình thường nó ghê lắm nhỉ? Đúng rồi, nếu mà ở ngoài hoang dã hay gì đó là nó rất là ghê. Ê gớm, nhưng mà... Xin chào. Ê, mọi người này. Chào bạn nha. Sợ được nhá, sợ được nhá. Chào bạn nha. Thả nó dọa đấy nhỉ? Nó nạ, nó nạ đấy. Thơm vãn như bây giờ làm gì phải nhẹ nhàng thôi là nó sợ hoảng ấy. Bởi vì nó đi, nó không đi như thế bao giờ. Chưa được đi, chưa được đi ô tô giờ. Mọi người thấy nó đáng yêu chưa? Xin chào nha, thành viên mới. Đấy. Xong rồi lấy cái bát ở kính, cái bát nhựa, bát sắt thủy tinh trong đây này, lấy cho nó bát nước xem để cho nó uống à. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ đâu nó sợ. Bây giờ là nó đang sợ. Ôi. Đấy mọi người. Nó cũng vẫn nạ đấy. Nó nạ nên là nó vẫn ấy đấy. Tức là nó đi xe nó sợ. Mình cứ lặng nó đòi chui vào cái chuồng của nó. Ê, nó ngửi chân. Ê, đừng. Em mở cái đấy ra cho nó vào kệ nó. Cho nó vào đấy. Nó chả vào đâu. Ui thơm lắm. Ui giời. Đi anh. Nó đi ăn chuối, lần lần nó ăn chuối. Ê mọi người, mình có mua sẵn hai lải chuối cho nó. Đấy, đấy rất là sợ. Cho nó vào đây thì nó chạy đi mất. Đấy thì nó mình đuôi nó mà. Nó không chạy đi. Nó thuần rồi, chẳng qua là nó không ấy thôi. Anh tìm chuối gì à? Để tao bóc cho mày quả chuối nhá. Ok anh ơi, đi nhẹ thôi. Xong đứng ở đấy thôi. Xong đứng đấy đi. Nó kiểu đang sợ ấy. Sợ nó đi. Đây này, nó vuốt được cái. Ê, nó ăn chuối. Ê, Nick có gặm quả chuối. Nè. Anh bóc cho nó quả chuối. Này, đây. Bạn ơi. Đây mà. Ông. Đây, tao bóc cho mày, mày lại còn chê nữa. Chê cái cục cứt gì nữa. Hai bị sắt ra. Nó ăn cả quả đấy. Nhìn sao? Nhìn đẹp trai nhỉ? Trông nó rất là hay. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đấy, một con cầy hương mà thuần được như này thì nó cũng rất là hiếm có. Đúng rồi, hiếm thật. Con nó muốn nhảy vào cái lòng của nó. Anh này. Ui lồi, nó béo, béo tụt. Đấy, mọi người thấy chưa? Thả ra nó có đi đâu. Đang nạ. Nó đang nạ mọi người ạ. Đây, mày vừa mày định gặm chuối mà bây giờ mày lại còn không ăn à. Nó đang nạ đấy. Ôm lại chuối rồi. Đấy, nó rất là thuần mọi người ạ. Nó ngửi cái nắp đấy bởi vì cái chỗ đấy là nó nằm ấy chồng. Đây, nó rất là ngoan thế này. Đấy mọi người ấy chứ. Xà được mà, bế được mà. Con này thì anh ấy bảo con này đang nặng là 6 cân. Và nếu như mà tương lai thì nó có thể nặng mười mấy, 20 cân. Nói chung là tầm khoảng 15 cân là có người nuôi được 15 cân rồi. Và mình sẽ thử bế nó xem là như thế nào. Đấy. Sợ anh ạ. Ui trời ơi, ui trời ơi. Kệ nó đã chưa? À, nó làm mẹ trong đây rồi. Đây. Đấy, chuối của mày bởi vì cái chỗ này là cái chỗ nó vào từ trước ấy. Anh ngồi chơi nó. Nó rất là ngoan mọi người ạ. Đấy, khẹt khẹt đấy. Nó thở. Anh đây mới là nó chịt này nhỉ. Nó dọa đấy. Nhưng mà nó thế thôi, nhưng mà như thế này nó là quá là thuần rồi. Đúng rồi. Bởi vì vừa nãy như mọi người biết là mình có thể bốc được nó lên như thế là quá là thuần rồi. Chúc con đẹp. Đấy, tao lấy cái chai ra tao làm gì mày đâu. Thở. Mọi người nhìn nó này. Đấy. Trông rất là đáng yêu luôn cả nhà. Đấy, làm ngủ cái kênh gối đầu lên đấy chứ. Oai, đã biết rồi, đây là cái chai nước để cho nó liếm mà. Hay là nó đang khát nước nhỉ? Để hay là mình sẽ cho nó ra cái lầu kia và thả nó vào trong này, mình cho nó uống nước xem nó như nào nhá. Đây mọi người nhá. Đấy. Đây mình sẽ thả nó ra. Đâu để anh ấy cho. Đấy, cho vào trong cái lầu kia của mình và để cho nó uống nước nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy, ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy, thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân.
như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao giãn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao giãn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy, nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao giãn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đấy mọi người, đấy, đã cho nó vào đây rồi. Thôi đừng dọa tao, chờ tí việc cái gì. Cậu lúc quay video cho mình ở trong miền Nam ấy thì là đã bế được nó rồi mọi người nhé. Bế được nó. Đấy, và nó thả ra rồi anh ấy mới bảo là nó ăn và nó ngủ, nó trông nhà luôn như một con chó. Đấy, đây nó có vẻ nó đang khát nước. Anh đóng cửa này vậy, kéo nhẹ cái cánh cửa này. Thì là thoải mái mà không sợ nó đi đâu đúng rồi, không bao sợ nó đi đâu. Nó đang uống thì nó đang liếm cái chai kiểu chai đá nó toát ra ấy. Đấy, chồng bê nó xuống đây. Thôi, đây ra để uống nước. Đấy, nó khát rồi. Ôi, nó định khập cái đôi chân của mình ý. Nó khát nước rồi đấy. Em bê nó ra đi. Đấy, để uống nước. Thôi, đi uống nước đi con. Ra uống nước mà. Tao ra uống nước thì tao làm gì đâu mà cắn. Đấy, lúc này thì sờ rất là bình thường này. Vuốt ve các kiểu luôn. Thế mà động một tí để dọa người như đúng rồi. Hả? Đang màn gì? Thì mới. Con này thì lúc ở trong Sài Gòn ấy thì anh ấy quay ở đâu? Ở trong Đồng Tháp 10 mọi người. Thì anh ấy quay video cho mình thì là bế được nó mà. Bế được nó lên vai như đứa trẻ con thôi. Đây là ra đây là nó lạ, đến con chó nó lạ. Đi ra đây là trong cái quá trình đi ô tô ấy là nó sợ. Đấy, chứ còn thì bình thường thì là nó sẽ rất là ngoan. Chờ được như thế là ngoan rồi. Đây mọi người thì có thể thấy mình vuốt ve nó rất là bình thường luôn này. Đấy. Đi tham quan thăm thính ở mọi thứ ở bên ngoài này xem có gì độc lạ không. Anh sẽ cái gật anh bỏ cái đấy hẳn ra đằng sau nhìn nó hay nhỉ, cô nhỉ. Đây là đây mọi người, nó đi chơi khắp nơi cho mà xem, nó phá đây là cái nơi làm việc của Tường Vi một kiểu gì. Nó anh kéo cái tay xem nó uống cho sát cho Tường Vi đấy, tên là gì biết. Không biết là mình đặt tên gì cho nó đây mọi người. Cậu ơi, thấy này cậu trốn mẹ đi này. Ôi giời, nó trùng đây. Ôi giời, hả? Thế đâu? Kẻ đó, được đấy, nó sợ. Nó sợ đấy. Nó đang vẫn còn mới, nó đang sợ. Ôi, liếm, cái gì cũng liếm. Đói, chết đói. Thế là đâu đói thì nó đã ăn cái này ngay. Nó đói nó ăn chuối ngay. Nè, có này. Nó đi nó ngửi cái này thôi. Ê mọi người nhá, thì đây là một chùa cái thành viên mới trong gia đình nhà mình. Thì chắc là mình sẽ để cho nó ở đây. Đấy. Để cho nó quen đi. Sau đó thì mình sẽ cho nó vào trong nhà, bởi vì là một vài đầu hôm đầu thì chắc nhiên là nó sẽ vẫn còn sợ rồi. Đấy, nhưng mà dần dần nó sẽ quen đi mọi người nhé. Thì giới thiệu mọi người là thành viên mới, cũng như là một trong những cái nó rất là lạ và cũng là một cái món quà của một người anh mình gửi cho sâu với mọi người nhé. Thì video này mình xin kết thúc ở đây thôi. Mọi người xem video thì nhớ like, đăng ký kênh của mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm từ vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chúng ta đây chào mọi người đi con. Ra đây. Đấy, ra đây. Ra đây. Trời ơi, sổ hàng của tôi. Bác làm ướn mức vào đấy. Ôi, nó ngồi dít rồi đấy. Cả nhà cho nó cái tên, cả nhà.